thành tiếng á. Lũ ơi, ơi lũ, ơi quan lũ mày đâu rồi? Dạ. Màu máu về đây Bù Bảo. Thế có việc gì mà Bù cứ gọi giống lên như thế à? Mày đi đâu từ sáng đến giờ gọi mà ơi, không thấy về à? Dạ, thì đi chân biển chứ đi đâu ạ? À? Nhà mình mất điện, mày đi múc cho Bù thùng nước về đây để Bù tắm. Vâng ạ. À. Sáng tắm, trưa tắm, tối lại tắm. Thế mà người vẫn chua như cái lọ dấm đĩ. Ái chà 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 con này, mày dám xúc xiểm bà đấy hả? Thôi mau mau đi về coi vì kẻ mất hết bây giờ. Dạ. À mà này Nụ ơi. Dạ. Về đây Bù Bảo. Bù Bảo gì mà bảo lắm thế? Thôi à? Nhà mình có con nợn chết. Con nợn chết à? Ừ, nó bốc mùi rồi. Mày mang vứt ngay cho U nhờ. Thế vứt ở đâu được hả U? Mày ngu lắm. Sông Kiểu An rộng thế kia, mang vứt quách cho U nhờ. Thế nhỡ họ nhìn thấy, họ phạt thì sao ạ? Họ phạt đã có U chịu. Thôi con không vứt đâu. U đi mà vứt, người ta bắt được xấu hổ lắm. Này ngoan ngoan vứt đi rồi U sang nàng bên, có món nào tiêm tiêm U gá chồng cho. Thật nhá. Ừ. Thôi kinh nó lửa bắn ta đi vứt. Này thì vứt cho cá ăn này. Ơ Nụ. Dạ. Mày ném cái bao gì xuống bờ sông thế này? Dạ em có ném gì đâu ạ. Ê, vừa ném cái bao gì đây? Ai, chị em có chuyện gì mà to tiếng thế? Em chỉ vứt một ít rác thôi. Chị kiểm tra hộ em cái bao xem gì mà cái Nụ nó vứt ra bờ sông. Em còn nghe thấy mùi thối thối nữa này. Ô kìa, không quá đi. Em còn ngửi thấy mùi thối thối nữa đây này. Nụ. Dạ. Ồ thì ra là con bao lợn chết. Đấy, thế mà còn cãi. Không lợn nhà em đâu nhá. Không lợn nhà em thì em ném cho ai? Em vừa cầm cái bao ra đây ném cho. Nhân chứng rành rành ra đây, mày còn cãi à? Em đã bảo là em không ném. Bao lợn chết mày vứt dòng sông thế này. Thầy để, thôi uýnh hàng xóm lên à. Dạ, em... Tại... Mẹ em xui em vứt ra cho ta ăn. À, mẹ con nhà mày đồng nõa nhau. Bảo thiếu ý thức thế, bảo sao mà... Này, chị Thủa, ai lấy chồng đấy? Chà bố, thương nào dám xúc xỉa con gái bà đấy hả? Con bà nó ngọc cành vàng, mày dám xúc xỉa con bà hả? Ơi, nó ngọc cành vàng, mẹ con nhà bà mà cứ thiếu ý thức như thế. Tôi sẽ báo mẹ con nhà bà mà cứ vô ý như thế. Tôi sẽ báo làm ô nhiễm môi trường như thế thì tôi báo mấy trưởng thôn về xử lý cho bà trắng ra. Này, bà thách chúng mày đấy, bà có sợ cái thách bà đây này. Bà Huyền ơi, xác chết động vật chết thì bà phải đào hố chôn, chứ bà vứt xuống bờ sông như thế này thì làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình nhà bà nữa đấy. Ôi bà Huyền à. Trời ơi, môi trường mới trả môi chồng. Tôi cứ vứt thế đấy. Thế, bà mà cứ cái cố như thế này thì chị em chúng tôi phải báo với cả chính quyền để xuống giải quyết thôi. Này, bà thách mày đấy. Bà có thách mày đấy. Mày thách tao hả? Mày tưởng tao không làm gì được mẹ con nhà mày hả? Thôi bà, thôi em xin là xin hai người ra đi. Tao thách đứa nào dám động vào mẹ tao đấy. Đứa nào mà động vào ấy, tao cấu. Ở đây có chuyện gì mà mọi người to tiếng thế vậy? Ôi may quá, có chị cán bộ đây rồi. Chị em tôi đi ngang qua đây thì thấy cái Nụ nhà bà Huyền đây này ném cả bao lợn chết ra bờ sông, làm thối inh ỏm lên, rồi
chị em tôi tham gia còn cứ cãi cố. À thế à, bà Huyền ơi, nước là nguồn rất thiết yếu, quan trọng trong cuộc sống con người. Ấy vậy mà bà lại cứ vứt xác vật chết xuống dòng sông làm ô nhiễm nguồn nước thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bà, gia đình và cộng đồng, mà lại còn vi phạm luật môi trường nữa đấy bà. Ôi giáo ơi, môi trường mới trả môi trong, luật mới trả lệ. Từ xưa đến nay khối người làm có sao đâu. Có sao đâu. Ôi trời ơi, ngứa. Ngứa quá. Lu. Dạ. Hôm qua thấy chưa? Đâu cho bù tắm mà chưa đấy. Ngứa thế hả? Dạ. Thì múc nước ở sông chứ ở đâu ạ? À? Nhà mình sáng, trưa, chiều, tối ngày nào tắm giặt cũng đều ở sông mà. Ôi, ngứa quá. Bà ngứa quá. Ôi trời ơi, ngứa quá, chết tôi thấy rồi chưa? Bà ơi, đấy, bà đã thấy chưa, tác hại của việc vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước mà người sử dụng trực tiếp lại là bà và gia đình. Bây giờ cả bà và cô Lụ cùng đều bị nổi mụn ngứa rồi đấy bà. Bà không biết à, vừa rồi trạm y tế xã đã thông báo về thôn ta là thôn đã có người bị viêm da rất nhiều đấy bà. Đúng rồi đấy bà Huyền ạ. Vừa rồi chị em chúng tôi có đi họp phụ nữ thì được các cán bộ phụ nữ tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường và tác hại của việc ô nhiễm nguồn nước. Vậy nên xác động vật chết hoặc rác thải, nhà bà nhớ đào hố chôn và phân loại rác thải bà Huyền nhé. Bà đừng vứt ra bờ sông như thế này nữa. Và mẹ con bà thì nhớ tham gia bảo vệ môi trường bà Huyền nhé. Thế muốn bảo vệ môi trường phải làm thế nào hả các cô? Bà ơi, các cô, các chị ơi, để bảo vệ môi trường thì tất cả trong mỗi chúng ta không được vứt rác bừa bãi, nước xả thải phải đúng nơi quy định. Tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Phong trào nhà sạch, đường đẹp, phong trào sạch nhà, sạch ngõ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bãi Sậy phát động. Và nhớ là chúng ta hãy phân loại rác ngay tại hộ gia đình và vứt rác đúng nơi, đúng chỗ. Xã Bãi Sậy chúng ta đang hướng tới phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024. Vậy bà cùng các cô, các chị chúng ta hãy cùng thực hiện nhé. Vâng, vâng ạ. Mẹ con tôi đã hiểu ra rồi. Từ nay mẹ con tôi phải vứt rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. Hội Phụ nữ thôn Tiên Kiều, xã Bãi Sậy luôn sẵn sàng vì môi trường xanh, sạch, đẹp.